đặc biệt mái tóc khô sơ gãy rộ với combo gội xả của Đơ Ca Phân. Mấy bạn không tin được đâu, tại tóc thì tuy màu đẹp đó nhưng mà hệ lụy sau này là mái tóc của mình gãy rộ khô sơ khủng khiếp, khiến mình trầm cảm và quyết định dưỡng lại mái tóc. Và người bạn đồng hành hỗ trợ chặng đường này của mình đó chính là combo gội xả của nhà Đơ Ca Phân. Combo này thì chủ yếu chiết xuất từ thiên nhiên, lành tính và đặc biệt là không chứa silicone, paraben, ethanol nên mình rất là yên tâm dùng. Mà cái mùi hương của em nhiều bộ này thì cũng rất là thư giãn luôn, y chang như đi spa vậy đó mấy bạn, nghe thích lắm. Thành phần của em này thì chủ yếu chiết xuất từ bưởi và bột kết, là hai thành phần nổi tiếng giúp cải thiện mái tóc lên ngoài làm sạch đầu ra thì còn hỗ trợ mình làm sạch dầu, hạn chế rụng tóc, kích thích mọc tóc, hỗ trợ nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe ống mượt và hạn chế tình trạng gãy rụng tóc rất là hiệu quả. Mà chỉ cần gội một nước thôi là mình cảm thấy mái tóc của mình đã sạch sâu rồi, không cần phải gội lại nên mình khá là ưng. Mà thì sợ tóc đã tẩy thì cái gì chứ dầu xả là không thể thiếu sau mỗi lần gội. Tuy dầu xả của Đơ Ca Phân này không chứa silicone nhưng mà mình cảm thấy sau mỗi lần xả thì tóc của mình mượt mà hơn, mềm mại hơn sau nhiều lần dùng. Tuy vài lần đầu thì dùng chỉ có hơi ống mượt nhẹ nhưng mà dùng một thời gian thì thấy mái tóc của mình cải thiện hơn rất là nhiều, đỡ rụng đỡ chạy ngọn hẳn. Mà em này thì chiết xuất chủ yếu từ bưởi nữa nên mùi hương cũng rất là hiệu nha mấy nàng. Nên mấy bạn nào đang có mái tóc hư tổ muốn tìm một combo chăm sóc tóc dịu nhẹ lành tính giá cả phải chăng không chứa silicone thì mình rất recommend cho mấy bạn sử dụng combo gội xả của Đơ Ca Phân này nhé.